Hello, vâng, em Trung tâm Điện tử Tắm Hoa xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể các bác anh em yêu nhạc trên mọi miền Tổ quốc và tiếp tục quay trở lại video clip buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, Trung tâm tiếp tục lên sóng giới thiệu tiếp thị đến các bác anh em một cặp loa Mỹ xịn PV. Đấy, một cặp loa sử dụng hai bát kép bát 40. Đấy, một cặp loa đẹp cáu cạnh. Zin nguyên bản các bác này. Đấy. Thùng vách đẹp. Nội thất zin nguyên với một cặp loa PV SP6 sử dụng hai bát 40 từ 22 côn họng 100 một trung 20 một tép kèn. Đấy, một cặp loa chơi hay bài đẹp. Đấy, bác nào có cái nhu cầu đầu tư một cặp loa bãi Mỹ PV và sử dụng cho không gian phòng trà, vũ trường, sân vườn, những anh em đi làm sự kiện, những quán bar, không gian gia đình, các bác chơi từ 5-60 vuông trở lên, cặp PV SP6 đẹp cáu cạnh các bác nhá. Đấy, hàng zin nguyên bản này. Đấy, ở bên em tuyển những cặp loa phải nói là đẹp cáu cạnh, zin nguyên bản này. Đây là mít tép này. Đấy, tép kèn này, trung 20 các bác này. Đấy, hai bát 40 các bác nhá, hai bát kép nhá, sử dụng hai bát kép bát 40. Loa đẹp cáu cạnh, zin nguyên bản anh em. Đấy, từ Icon 100, công suất rất khủng. Đấy, 4 lỗ thoát hơi các bác nhá. Đấy, 4 lỗ thoát hơi phía trước. Vâng, chiều cao kích thước của cặp này được thiết kế khoảng 1m3, ngang là 52 và sâu là 60cm. Đây, quay chi tiết về cái phần ngoại thất cho các bác và anh em cùng ngắm nhìn. Đấy, cặp loa tình trạng đẹp cáu cạnh các bác nhá. Wow, nguyên zin. Đấy, đẹp mê hồn luôn với một cặp loa PV SP6. Vâng, PV SP6 hàng Mỹ Made in USA. Đấy, công suất 2000W max, trở kháng 4 ohm, hỗ trợ một cổng Newtrix và hai cổng 6 ly quá nhá. Đấy, cặp loa Mỹ xịn PV SP6 phải nói là đẹp hết nước chấm luôn. Vâng, chất âm tuyệt vời, giải bát xuống rất sâu mềm các bác nhá. Đấy, cặp này karaoke thì nời mic của nó cực sáng và bay, hỗ trợ bằng hai quả trung 20 các bác này. Đấy, hai quả trung 20 các bác nhá. Đấy, tép mít tép này sử dụng từ 14 côn 51, tép rất tí tách, giải bát xuống sâu chắc. Vâng, thì với cặp loa PV SP6 này tình trạng bao nguyên zin, bao đẹp. Đấy, đang có giá đầu tư trên 40 một chút, bác nào chốt cặp này liên hệ bên em nhá. Đấy, mọi nhu cầu mua sắm các bạn anh em hãy liên hệ theo hai số điện thoại 0974 637 646 hoặc 0918 249 265 và địa chỉ bên em tại thị trấn Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Và một cặp loa chơi hay bài đẹp các bác này, chơi bạo lực các bác nhá.